Play. Đó là cái hãng sản xuất cái tựa game này. Game này được đánh giá rất cao về đồ họa, đặc biệt là cái lối chơi của nó thì có tính hành động cực kỳ mạnh mẽ. Thì trước đây cái dòng game mà nổi tiếng về cái thể loại indie, không, cái thể loại stealth ấy, thể loại hành động lén lút ấy, mà cái đi cảnh ngang lại thì chúng ta sẽ nhớ ngay tới đó là Assassin's Creed phiên bản Mobi và cả phiên bản cũ nữa, không phải không chỉ riêng phiên bản Mobi và cái game Prince of Persia, đúng không nào? Nhưng mà cái game này thì nó lại ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Rồi, thì trước tiên mình sẽ vào phần option nữa nhá. Ở đây thì control xem nào. Các nút sử dụng trong game nhé các bạn. Thì theo mình được biết ấy, trong game này ấy, chúng ta sẽ có rất nhiều phương án để loại bỏ đối phương. Từ đặt bẫy cho tới đó là tấn công, rồi là lén lút, bắn súng, bắn gì nhỉ? Phi tiêu, không phải là bắn súng, mình nhầm. Nói chung là các bạn hãy học thuộc những cái nút này lại để có thể đó là combo một cách hoàn hảo nhất trong tựa game này nhá. Đây là một tựa game có tính hành động rất là cao ấy. Đó là một điều hiếm thấy ở trong những cái tựa game indie đi cảnh ngang platform. Run Ninja Item sử dụng Grab Hook Attack Play Action Focus Select Item Show Mark. Được rồi, đại khái vậy đi. Để thay đổi nhá, mình sẽ để nguyên mọi thứ. Còn bên phần setting thì âm thanh thì chắc là để yên đi nhỉ. Ánh sáng để yên luôn. Language thì có âm ngôn ngữ gì khác không? Có lẽ chúng ta chỉ sử dụng được tiếng Anh thôi, không tiếng Việt. Cái này để full màn hình nhá. Zoom rồi đi, có chế độ zoom mà. What the fuck. Rồi, chỉ vậy thôi, sau đó xong thì hãy kép. How to play. Vậy là game này nó có hướng dẫn chúng ta cách chơi ấy này. Ngon đấy nhỉ. Các bạn mà gặp bế tắc thì có thể vào phần How to play để tham khảo. Cơ chế hành động của nó rất là vãi trưởng luôn. Thôi, không lòng ngoằng nữa, chúng ta sẽ vào chiến game luôn, đúng không? Doesn't tell. Yeah. You work yourself well and fine. You must save Azai. Play. Skip. I'm here to help you. Rule number one. What the fuck is it? Don't get me killed. Don't get me killed. Huh? Nhìn lên trên à? Tab view map. Đây, chúng ta đang ở đây các bạn. Chỗ này nó mới chỉ là cái phần tập sự thôi các bạn ạ. À đây. Ôi. Ô, đứng trên tường này. Vãi lúa. Ui. Jump attack. À, sao lại đứng trong tối cái là được. Là người lại đen đi các bạn ạ. Where's your sword? Spike. Stick to the darkness until you find one. Watch out. Yeah. They're coming this way. Press A to good hiding spot. Hey! I saw you. Run. Hả? Ô, bị bắn rồi. Chúng ta có vài giây để trốn các bạn ạ. Trốn xong rồi sẽ không lo nữa. Rồi. Bây giờ thì giết lại nào. Ok, keep moving. À, không giết à? Bây giờ di chuyển tiếp à? More of them. Find a place to hide. Ăn sát hại đối phương nhỉ? Mình nghe nói game này thì mỗi lần chúng ta đó là gặp đối phương chúng ta có tới đó cả chục cách để có thể đó là hạ đối phương mà. Run. Hệ thống âm thanh nhìn cho nó ghê nhỉ? They'll be able to hear it. Did you see those banners? We could totally sell them to a gallery, and the blood will make them look even more authentic. Get under that ledge. From there, you can pull yourself up. Spike. Oh. Treo quả vãi trường kìa. Cái gì đây? À, hook à?
ok. Có bên nào nhỉ? Bên này đi. Mình chơi game mà chưa quen cho nên động tác của mình hơi rụt rỡ các bạn ạ. This place is giving me the creeps. It still feels like we're being watched. Cái vụ bám tường cảm giác vẫn hơi ghê nhỉ. Đi Spider-Man đấy. Ố, sao nhảy quả vãi lúa vậy? Cái gì đấy? Ồ, dao à? Ngon. Now you're ready to kill. Mà sao để lấy dao ra nhỉ? Like embracing a lover. The end, of course, is not. Mình sẽ vào lại cái phần control xem nào. Ninja item là quy mà. Vẫn quy không được nhỉ? Còn là đấm đá thôi. À đây. Cái gì đây? Hơi khó hiểu các bạn ạ. Có lẽ phải chơi một lúc lâu thì mình mới có thể quen được. Giấu cái xác gì à? À, được tiền. Được điểm chứ. Bây giờ thì lên nào. Vậy là cơ chế hành động của nó thì cũng phải lúa đấy. Hạ mấy mục tiêu cũng khá là dễ dàng. Ê, trốn kìa. Giờ đi xuống à? Cái gì đấy? Xuống liệu có vấn đề không? À, có sao cả. Cái gì đấy? Hold S and Space. Oh, vũ khí mới này. The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. What? À, giữ control rồi đó click chuột các bạn ạ. Kìa, giật cá mình. If you need more cover, you could always destroy the lights. But shattering will make a loud noise. So be ready for them to react. Hey, I know you're here. I know he's still around your store. May hả mọi người? Khá là easy các bạn ạ. Nãy bay trên mình cái này có vẻ cảm giác hành động ác hơn không? Cái này thì làm sao để lên đây? What the heck? Ơ! Chắc phải đi xuống rồi. Ôi! Chết rồi! Are you gonna walk right up and say hi? Trong cái game này chúng ta nên ưu tiên cái việc đó là trốn hơn là hành động lén lút hơn là ấy các bạn ạ. Thế làm sao để hạ đối phương với thần tốc nhỉ? Có cái nào được à? Có cái cột để trốn được nhỉ? Không trốn được. Có thể đứng ở ánh sáng các bạn ạ. Ánh sáng dễ phát hiện á. Lên đây nào. Đúng rồi, lên đây. Let's get out of here. Come on.
cool. Mà đợi lâu quá, thôi thì cứ lao vào giết luôn thì nhỉ. Chuẩn nào. Cái gì đấy? Con mèo à? Ơ như vậy đây là đường cụt mà. Phải đi lên trên à? Phải đi lên trên đi nào ấy. Ơ, thế nào nhỉ? À, Spike. Trời đất ạ. Vãi cả trường. Tiếp tục nào. Ơ, thấy mình rồi. Ây, nó bắn được xuyên tường. Ây, chết rồi. Trời đất ơi. Thế nào. Khá là dễ các bạn ạ. Cái gì đấy nhỉ? Có chia cơ. Như vậy thì là Void of the Isomu. We snap off a branch to make a weapon. But the dụng nó vào làm sao nhỉ? Must bear the wound. Vô đây. Ủa, nghe tiếng chân này các bạn. Hello. Ôi, xong tôi rồi. Ơ, sao này không chết à? Khỏe vậy. Xong tôi rồi. Trời ơi. Ôi chết rồi. Ơ, sao cái thằng kia mình đánh lần đầu vậy mà nó không chết nhỉ? Trời đất ạ. Chết ghê. Có chỗ nào để trốn ngon hơn không? Cái này không trốn được à? Ây. Ấy là còn đóng. Trời ơi, mày còn đóng cửa ngược ấy chứ. Được rồi, game này cũng hardcore phết đấy. Thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái tựa game Mark of the Ninja này. Đây là một tựa game khá là khó chơi ấy, không phải dễ đâu. Mặc dù nó rất là hay, chứ nào. Thì các bạn thích thì có thể download tựa game này về để giải trí nhá. Chúc các bạn download thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người.